được chưa mọi người? Cái ý này mọi nó ra người nhiều sao? chưa? Mụn chỉ này. Cái mụn đấy mà cái là ghê ha. Ừ. To, rất là to. Tay của Hà sẽ hết đó, mẹ của bé kia mới đi lần với chị về đỡ hẳn rồi đó, có vô liệu trình là hết mụn nhanh đó, dịp được đẹp trước khi đi học. Bảo học lớp mấy thôi? À, bảo mới lớp 9 rồi hả? Bảo cao to vậy à? Trời ơi, đạp ngay cái máy phi kim. Ok, bây giờ cô tiến hành nặng mụn cho Bảo nha. Cô Hằng chắc chắn sẽ đẹp. Đây là nhà dụng cụ lấy mụn bên mình. Luôn luôn một gọi khách là một da mới, là sẽ chuẩn bị một cái mâm bông gòn, các kiểu đều mới sạch hết. Thì yên tâm nha, da mụn là siêu khủng. Đừng có gồng cái cơ hàm cô đâu có nặng được. Có người nặng mụn đó mọi người, ta phải quay, muốn quay sao quay ra, người ta đau, người ta gồng, người ta khó chịu, mình quay cũng không được nữa. Trong khi hàng nặng là mọi người ha, nó tác động rất nhẹ. Anh này mẹ nó chứ là nó đau cực kỳ. Đi ơi, đi ơi, qua chia sẻ thêm. Đừng động chạm tới cuộc đời nó nữa. Chị Nguyên đặt thêm đèn nữa. Đèn em cũng xăm á hả? Trời ơi, cái đèn mà nó chỉ ra hai cái cành đó hả? Xài ok lắm hả? Nhiều rồi. Mình đặt cái điện giá đi, mà cái chân nó vững không? Thường thường các bạn biết nặng đâu nhất à? Đây nè, quanh cái chân này nó đau điếng luôn. Ai viết tin nhắn bậy bạ xóa hết đi. Cảm ơn em. Bạn nào nhắn tin đàng hoàng thì hồi đáp. Thả tim. Bạn nào vô văn hóa thì đi ra chỗ khác chơi nha. Chuột rút rồi đổi đứa.
Nhiều bữa mọi người biết không, thằng Mạng nhiều tới mức mà thằng bị chụp rút ngón tay luôn á. Trời ơi, mẹ nằm kế bên xem, cũng xem nặng bụng của con kìa. Không ai quay của chị Hà với chị Hà coi nè. Chị Hà đi nặng không? Hai mẹ con đều nhét không? Dạ, bụng nhiều lắm cô. Cứng nhiều cái chân nó sâu thì nó đông. Đó, nó mới lòi lên nè. Rổ hết chân. Nó bị sâu xuống hả? Dạ, nó ăn, nó bám, chân nó bám sâu rồi thành ra. Nặng khi gần nó gãy nó đi. Chúng ta chỉ coi, chị không thấy đâu. À, hai mẹ con. Dạ, hai mẹ con. Quá trời. Cái vùng mắt này hơi nhạy cảm tí, chịu khó. Từng lỗ chân lông đều có mụn hết luôn á chị. Dài vậy. Hai mẹ con ít uống nước lắm hả? Ừ? Ngày được 2 lít không? Con chị nó lắc kìa. Với lại đừng có ăn cái đồ mà có đường nhiều chị. Đồ béo. Tại cơ địa mình da mụn á. Mình quá trời luôn. Chí. Rồi tí nữa cô sẽ xử nó sau, cô đi tìm những cái đại bác trước đã. Chỗ đây là ông gồng hàm đây này nè. Đau ông gồng. Cố gắng lên. Quá trời bụng to. Cố gắng lên đừng đồng cái hàm. Cô nặng nó ra hết một lần rồi thôi, con gồng xong rồi. Cô đâm nó chặt cái tâm rồi nặng nó cũng hết, bị lật cái da luôn. Chân. Cô nặng cô biết. Biết chứ cô. Vậy mới giỏi. Nhưng mà người ta coi like, người ta cứ cho là con nặng sót. Không phải đâu, quay xét nó vậy. Nặng kỹ.
chừng lấy ra người. Cái già không có đâu có lượng mấy cái bánh non non cái vùng dưới cằm nó nheo nheo có cái mũ bị chắc tay ấn vô được chính xác luôn cho nó chụp một cái nào ở đâu ra rồi ra rồi cô ấn cái nào nó cũng ra hết á. Hôm nay Duyên nó không đi làm cô ơi, mai nó mới đi nè. Bạn khác làm cho cô được không? Dạ mai cô ghé nha. Dạ con chào cô. Dạ dạ mai cô cứ ghé nha. Dạ. Ok mọi người ơi, mẫu đau ơn. Bạn khách này bắn đau quá rồi nên hẹn tạm thời sẽ ngưng lại một chút xíu nha, không có quay được nữa. Tắt đi con, tắt tay đi.